Việc chào quý vị và các bạn thân mến Việc soạn ra được một mớ lo bát, lo chung, lo chép còi Của Nhật, của Mỹ, của Anh Để bán giá thanh lý cho quý vị và các bạn Thì nó cũng tùy theo tình trạng lo Và giá thì nó cũng khác nhau Việc sẽ quay cận cảnh chi tiết từ món và báo giá từ sản phẩm gửi đến quý vị và các bạn thì giá vài trăm nghìn cũng có rồi hơn một triệu cũng có mấy trăm nghìn cũng có vân vân thì à, quý vị và các bạn nào ưng món nào thì liên hệ qua số điện thoại 0963 721 519 thì số đó cũng là số Zalo của Việt luôn thì à, quý vị và các bạn kết bạn Zalo thì nhắn tin nha chứ đừng có gọi điện Zalo là quý vị thường hay gọi hình hay là uh, gọi điện á mình nghe không có được chỗ mình mạng rất là yếu quý vị thông cảm cho việc vấn đề này và việc nói đầu clip luôn là phương thức mua hàng thì quý vị và các bạn nào chuyển khoản trước thì việc bán trước việc không chờ không đợi nha và không ship COD đó. quý vị nào tin thì mua không tin thì xem tham khảo uh, đầu tiên uh, việc giới thiệu đến quý vị và các bạn uh, mấy cái loại xếp uh, trước đi ha rồi sau đó tới lộ bát lột uh, của Nhật và Lộ chung của Mỹ vân vân rồi ở đây thì việc có uh, mấy cặp chép nhỏ nè Chép nhỏ này thì mình có đã coi 1 2 3 4 5 cặp 5 cặp chép này thì uh, 5 cặp chép này cầu này là cầu gan. 2 4 6 8 lỗ. Và cái chiều ngang của cầu này á, ngang từ đây qua đây nè là 12,5. Đây qua đây là 12,5 nha quý vị và các bạn. Đó, và cái chiều cao đây qua đây là 9. Đây qua đây là 9. Thì ở đây mình có là 1 2 3 4 5 cặp. Năm cặp này là hình thức đẹp như nhau nha quý vị. Và Zin uh, nguyên bản, thì quý vị nào cần á, thì uh, xem cho kỹ nha. Tại vì việc bán hàng không có chụp hình, đó, chỉ quay video thôi. Tại vì việc chụp hình mấy lần á, cái bị mấy uh, anh em khác á, người ta lấy hình của mình, anh ta hỏi hàng, người ta lấy hình của mình, người ta đi giao bán tùm lum hết, là mình mất uy tín. Sau này việc không có uh, chụp hình, chỉ quay video. Có hàng thì quay video cho nó đúng sản phẩm, quý vị cứ xem. Đây, tất cả các chép cầu này, nó đều là cái thương hiệu này cái thương hiệu này á là nó nằm trong cái thùng Livin Audio của anh đó. đó. Chép cầu này kêu thì khẩu nói rồi, khẩu chê 10W 8 ohm. Cầu gan cầm rất là nặng tay. Đó. Thì đây à, giá nó đồng nhau nha, có 5 cặp. Giá mỗi cho mỗi cặp là việc bán cho quý vị 3 triệu đồng thôi. Đó. 3 triệu đồng. Chưa bao gồm phí vận chuyển, tất cả các món hàng ở đây Uh, là 3 triệu đồng năm cặp này mỗi cặp 3 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển và những cái món hàng lô bát lô chung lô chép đây cũng vậy không có món nào việc bao phí vận chuyển hết nha còn uh, quý vị nào muốn bao phí vận chuyển á, thì thêm trăm nghìn ví dụ như cặp chép này muốn bao phí vận chuyển thêm trăm nghìn việc bao cho rồi rồi ở đây uh, có một cái cặp chép của sang xui cái cặp này á, thì cái họng ở trên này nó là 7,5 và cái chiều sâu vô nè đó nó là 10 và cái cầu này là 20 w trở kháng là 14 ôm chỉ có một cặp duy nhất đó. giá 2 triệu 8 000. đó. mẫu cái nó có cái hay riêng nha cái này 8 lỗ thì có hay riêng cái này một lỗ thì có cái hay riêng đó rồi ở đây là một siêu chép cầu cái này gọi là siêu chép cầu quý vị bảo bàn thì siêu chấp cầu này của Bioner có mã là BT2K 16 ohm 15 w Tokyo do bằng cầu này là rất là nặng cầm rất là nặng tay để cái để việc đo cái chiều và cái đường kính ở phía trước này coi nó được bao nhiêu nhau quý vị đường kính phía trước này nó được chính Đó. Cái cầu này giá hơi cay nha quý vị Kiều Tiến hay giá hơi cay Ở phía trước này nó có một cái lưới là để chấm bụi Một cái lưới màu vàng một cái lưới màu đen Đó. Nó sản xuất khác đời không trùng số series thôi Chứ uh, con lo hay là kích cỡ nó y nhau nha Đời nó cũng y nhau nè Làm cái lưới bảo vệ màu vàng cái lưới bảo vệ màu đen BT uh, 2K y nhau nha Đó. Cặp này 3 triệu rưỡi Mấy cặp chép này á uh, thì uh, quý vị nào muốn bao ship thì thêm trăm nghìn tại vì thường á, uh, việc gửi nhanh nha cho nên nó uh, cái phí ship nó khoảng trăm nghìn đó uh. tất cả các uh, quý vị ở ngoài Bắc mua uh, thì uh, giá nó ship khoảng trăm nghìn rồi đây là cặp yêu nữa yêu nữa BT 406F gạch hai 8 ôm Còi này là còi uh, ở ngoài này là bằng mũ bên trong đều bằng gan 6 lỗ cái kích thước của cò này là ngang là 14 cao là 9 ngang tức là đây qua đây là 14 đây qua đây là 9 giá của cặp cầu này được bán 2 triệu rồi ở đây có mấy cặp cầu lớn nè thì mấy cặp này gọi là cặp mít chép có thể làm chung cũng có thể làm chép nha thì đây là cầu 2 4 6 8 lỗ Mấy cầu này giờ hiếm cực kỳ khó kiếm lắm quý vị và các bạn Cầu này thì mình vặn ra được nha Cái củ cầu này vặn ra được Củ cầu này uh, Cái cũ uh, củ từ nó khoảng 10 vậy đó Rồi Cái kích thước á, Là ngang Cái ngang, ngang từ đây qua đây nè Từ đây qua đây Là 28,5 và cái chiều cao á, chiều cao của cầu á, là cái chiều này. Từ đây đến đây là 12 cái củ cò này, này, thì vặn ra được vặn vặn cái đít ra vặn lấy cái củ ra mình có thể gắn củ khác vào họng này cũng được đây là cái mã số cái thương hiệu này để việc lấy nét cho quý vị xem thì cái thương hiệu này nó, nó cũng trong thùng Living Audio của anh đó. mình gỡ ra đó đây nó để mic gắn. cái này á, là quý vị làm chép cũng được và làm mít uh, mic chép cũng được nha đó cái này dạng làm mít chép rất là hay tiếng càng kêu rất là đã luôn coi này thì zin việc còn hai cặp giá 9 triệu rưỡi một cặp đó. muốn bao ship thì thêm trăm nghìn này cặp nào cũng zin hết nha tám 8 lỗ được sơn phủ một cái lớp sơn gì đó nhìn thấy rất là ngầu nha cái sơn này nó sần sần như có gai vậy đó, đó. rồi còn đây là một cặp cầu của Bioneer Thì cái cặp cầu này là ngang là 31 Cao là 14,5 Cái cũ này vặn ra cũng được nha Nó chạy củ cầu là BM40-1 Cầu này thì được sơn bóng Cặp này của Bioneer Thì cầu này là mình có thể làm mít xếp được Nó là làm đỏ chung cũng được Và làm đỏ chép cũng được Thì cặp cầu này giá đó 8 triệu rưỡi nó rẻ hơn cặp cầu này là một triệu nha rồi tiếp tục tới mấy cái lô bát nha quý vị và các bạn lô bát thì có lo lẻ rồi có lo vô cặp tùm lum hết đó. rồi đầu tiên giới thiệu một cái uh, cặp đẹp đây cho quý vị xem cho đỡ chán ha cặp lô bát đẹp can xe ben nè uh, cặp lô bát này của hãng nữa sơn màu đẹp chưa quý vị thấy là sexy bảy màu nha đó hàng như vậy mới là xịn mới là chuẩn à, chuẩn bãi con nè Ken sờ đó bát này là bát 30 con xin bát 30 đẹp Ken sờ luôn Jim nguyên bản bát 30 thì về cứ thay thùng nào bát 30 là thay vào thôi tiếng của Bill Nương mấy cái dòng này thì hay rồi Nhật Văn thì cực tuyệt vời à, giá cái cặp bát Bill Nương à cái cặp này là cái mô độ của nó là 30 gạch 706 F7 8 ôm Vodafone tức là bát à à thì series nó cũng cần gần liền kề luôn ở đây là series của nó là 7411 ở đây là 7418 thì nó cách nhau không có xa cái cặp này à, việc bán cho quý vị và các bạn giá là 3 triệu 200 000 đồng 3 triệu 200 000 đồng rồi rồi cái cặp lo này à, cái này con một chiếc à xin lỗi cái này một chiếc của Mỹ cái củ từ này nó khoảng 14 cm giá là 900.000. Thì à một chiếc này à xin zin. 30 nha, con xin bass 30. Ờ à, gần vải ship dầu. Gần vải ship dầu. Màng giấy. Màng thì dơ. Ở đây bữa rớt cái cái lủng lỗ, chét keo lại rồi nè, đó. Thì bán chỉ uh, có tám mấy. 900.000. 900.000, lô Mỹ nha này về quý vị nào mà thay thế cho mấy cái lo kẹo kéo mấy cái lo karaoke nhà mình cũng rất là hay mấy trăm nghìn bạc à đó mà nó rất là hay tuy nó cũ vậy chứ âm thanh tuyệt vời lắm quý vị giờ mua cái lo tàu mới à, lo xịn xịn cặp nó cũng 3 triệu à mà không hay bằng cái này đâu cái này có mấy trăm nghìn rồi tiếp tục đây là một cái uh, một chiếc lo bass thôi của Mỹ con con này chắc con con này gỡ bảy mấy quá con lớn lắm và cái này là mỹ cổ nha mỹ cổ keo lem lúc quý vị và các bạn đó từ aneco nhưng mà rất là nặng bát 30 luôn gần ship gần ship gần còn tốt cái này là do là mình không có vệ sinh đó, đó. 900k nè lỗi lỗi các bạn chút xíu nè cũng gớt đồ lên nè Đó. chỉ có một chiếc thôi về độ chế kẹo kéo hát karaoke gì là cũng tuyệt vời hết rồi ở đây là có một chiếc uh, của hãng sân xuôi mô đồ của nó là v 2000 20w 8 ohm bát 30 con này thì không lỗi lầm còn ngon cũng chỉ một chiếc thôi 800 nghìn luôn rồi ở đây à, việc có cái chiếc loa chung một chiếc loa chung này của GXL là Mỹ nồi dòng monitor đó đường kính là 12 cái cụ từ này là khoảng uh, cụ từ nửa tám đó màn giấy gân vải mềm giá 500 nghìn đó còn đây cũng cũ gợt lờ luôn đó. Mà nó khác đời giá cũng 500 nghìn luôn cụ từ thì giống nhau để việc đo kích thước kích thước của con của cặp này là của chiếc này là 12 luôn đó mà một, một thằng tròn một thằng xéo xéo đây quý vị nhìn cho kỹ nha nó không có vô cặp mẫu chiếc 500 000 500 nghìn rồi chiếc dép đôm xịn uh, của Mỹ luôn gợt lợi luôn cái đường kính ở trước này nè là 9 9 nha chép đơn viên 300 000 à, tiếp tục vào bên trong này ở đây việc có một cái củ bát của loa AR đẹp xuất sắc chưa bát 25 nha chuẩn 25 xin nguyên bản Mỹ nồi giá 1 triệu rồi đây một cặp uh, lô bát 30 của uh, hãng Jensen cổ Jensen cổ bắt 30 cặp này thì uh, về hình thức nó giống nhau về cái xương lo cũ lo y nhau nha cũ này từ này khoảng 14 đó. con cái là nó sản xuất không trùng số seri cho nên cái mã số trên mạng nó khác nhau nè mã số đây nè và cái mã số đây thì nó khác nhau đâu rồi đây cái mã số này nó khác nhau đó và cái uh, phần mặt ở phía trước nè thì uh, do nó không có trùng đời uh, tức là không có trùng năm sản xuất uh, thì cái mặt ở phía trước uh, có một chiếc nó uh, đậm một chiếc lợt đó còn mọi thứ đều là y nhau chiếc đậm chiếc lợt con thì zin nha cái chiếc này thì uh, sản xuất cổ hơn cho nên là cái uh, cái con uh, người ta chét keo nó cũng không có uh, dạng như xuất sắc như cái chiếc bên đây đó. chiếc nhện màu nâu một chiếc nhện màu xanh nhưng bảo đảm xin 100 trăm cho quý vị cặp này về hát thì khẩu chê à tiếng rất là mềm đó. gõ nhẹ nhẹ thôi có mạng nhảy lưng tưng lưng tưng rồi đó karaoke nghe nhạc gì cũng tuyệt vời hết karaoke nhớ cai vừa vừa thôi cứ đẩy vô công sức cả ngàn quá đâu có chút xíu trái còn nha không có lo nào mà không trái đâu rồi cái cặp Yen uh, Sen bass 30. 30, cặp này thì uh, không trùng màu đó, do nó sản xuất uh, không trùng số seri cho nên cái màng nó uh, lệch màu tí xíu đó. Việc bán cho quý vị và các bạn giá 2 triệu 600 nghìn đồng. Đó. Rồi, ở đây có một cặp uh, lò chung nè, từ Aniko. Bụi quá trời. 20 và cái chiều bắt ốc thì 21 đây qua đây 20 bắt ốc 21 lo chung con này lớn à rồi đây lỗi nè vẫn hát bình thường không ghè gì hết này chắc miếng keo được cái uh, bữa cái uh, đang để gì nè cái ông mèo ông lại ông quào một phát một hai cái dấu chân của ông à rồi thành ra hai quệt bán rẻ một triệu hát tốt về vị xử lý còn không việc vệt miếng keo lên đó cho quý vị về nghe đã luôn lô Mỹ Mỹ mà lô chung 20 giá con triệu bạc à. rồi rẻ hơn cái đôi săn uh, sân xui chung sân xui này nữa. chung săn xui này là 12 ôm 10 w nè đường kính là đây qua đây là 12 đây qua đây 15 hình như là vậy để đo chính xác là đúng rồi giá là 1 triệu 6, 6 Đó, giá 1 triệu 6, 6 tiền nào của nấy thôi hàng xin đẹp thì giá nó cao gọi đây là một cặp uh, của xăng xui bát 30 8 ôm không có để nhiều quá hết từ cô đẹp nguyên bản Đó. cặp này bán 2 triệu rưỡi à, tiếp tục ở đây là còn hai cặp bát biêu nưa nữa hết nha quý vị và các bạn bát biêu nưa này thì từ nó 14 hai cặp này từ bằng nhau con bằng nhau cặp có màn FB cặp không rồi gần mút mấy cặp này thì khẩu chê tiếng hay cặp là màn không FP nè bán 2 triệu rưỡi bảo đảm zin rồi còn cặp bên đây thì có màn fb đó cặp bên đây là màn fb mắc hơn 300 bán 2 triệu 8 rồi việc xin kết thúc video tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của việc việc xin chào quý vị và các bạn